Hôm nay là ngày 6 tháng 10, là Khô Ni nhập 90 kg cá dứa ba nắng để đi nước ngoài. Đây anh chị coi, đây là cá dứa ba nắng nha. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần là Khô Ni sẽ lên cá mới. Đó. Đây là cá dứa lên hôm nay nè. Hôm nay là thứ năm, 6 tháng 10. Cá dứa thì anh chị xem video nhiều là biết là cá dứa Khô Ni là yên tâm đúng cá dứa nha, nó có hai chỉ đen nè. Đó, khi mà quay video nhập hàng Út luôn nói về cá dứa có hai cái chỉ đen cá dứa. Để anh chị biết là cá dứa ba của Khô Ni là dù một nắng hay ba nắng đều là đúng cá dứa có hai chỉ đen nha. Cá sẽ được hút chân không, lót cái thấm dầu để nó khô ráo, như thấy cái mỡ cá nè, nó ra nó thấm vô cái thấm dầu nè. Đó, nên là cái túi cá mình nó khô ráo. Khô ráo, mình gửi đi nước ngoài không sao nha. Hồi xưa chưa có lót cái thấm dầu này thì cá nó hơi ướt ướt á. Là các công ty vận chuyển họ cứ thấy là cái mỡ nó ra, họ tưởng đâu là cái nước. Rồi tưởng nó còn tươi, họ không dám nhận hàng. Còn mình lót cái thấm dầu này khô ráo là gửi đi ok không sao hết. Cá dứa này sẽ được hút chân không à, lót cái thấm dầu và có nhãn song ngữ Việt Anh luôn. Cái này thì anh chị đi nước ngoài đem đi thông quan rất là nhanh nha. Đó, đây là nhãn song ngữ nè. Đi thông quan rất là nhanh, khoảng 50 phút là hải quan họ đọc và biết cá khô họ cho qua à. Bây giờ thì cá dứa thì một con nó trọng lượng nó khoảng từ 5 lạng, 6 lạng. Nó không to như là cá một nắng đâu gì nha. Cá dứa ba nắng nó sẽ không to như một nắng đâu. Tại vì mình làm ba nắng á mà to quá thì cái thịt con cá nó sẽ dày, ở trong nó không khô. Thì Út cắt một con cá cho anh chị coi. Đây là con cá dứa ba nắng nè, Út sẽ cắt một túi luôn. Lôi hết mình sẽ lôi con cá đó chị coi, anh chị coi nè. Đó, đây là cái giấy thấm dầu. Đó, nó ra cái dầu nó thấm vô nè, nhìn con cá nó khô ráo ngon ghê chưa, rất là khô ráo ha. Thì mình gửi đi nước ngoài như vậy thì nó có cái thấm dầu này nó cũng giúp bảo quản con cá, nó giữ con cá nó được lâu hơn, rồi hải quan họ cũng sẽ không làm khó mình đó. Cá dứa ba nắng thì nãy Út nói cá dứa ba nắng thì nó sẽ không có to lắm đâu. Mình sẽ quay ra trở lại cho anh chị coi. Đây lấy cái này đi, nếu mà to quá đó thì cái thớ thịt con cá nó sẽ rất là dày. Con này là 6 lạng rồi nè, mà anh chị coi cái thớ thịt nó đã dày, dày cỡ 1 cm hơn luôn á. Đó, nếu mà mỡ cá lấy cá bự quá thì cái thịt này nó sẽ rất là dày, thì sấy nó sẽ không khô. Ở trong này không khô thì mình gửi đi nước ngoài lâu á, từng 10 ngày, 7 tháng ngày á, thì nó sẽ bị trong này nó sẽ bị ương, nó bị thầm thẩm ra, thì qua tới nơi ăn không còn ngon nữa. Nên anh chị lấy cá dứa ba nắng là nó đạt trọng lượng cỡ 500-600g, 700g là ok. Con cá này nếu mà làm một nắng á, nếu mà Út làm ra một nắng á thì nó sẽ đạt trọng lượng khoảng 900g, 900g, 800g. Nên anh chị yên tâm là không nhỏ đâu nha. Đó, nó 600g này. Giờ để cái bàn tay lên chị coi nè, to hơn bàn tay nha. Đó, để bàn tay lên, to hơn bàn tay nè. Nếu mà để hai bàn tay lên cũng được luôn á. Nên là yên tâm, để giờ gom lại luôn. Đó, anh chị coi thấy con cá vẫn to nha. Đây là 6 lạng nè, con này 6 lạng nè. Đó. Chứ mà nhiều, tại vì tên Út thấy nhiều anh chị mua khô cá dứa ba nắng á, mà muốn đòi con cá nó to 1 kg, 1 kg hoặc ký hơn như cá một nắng vậy á, thì là làm cũng được thôi. Nhưng mà nó sẽ rất là mặn, tại vì thịt, cái thớ thịt này nó dày quá. Nếu mà làm con cá mà ra mà ba nắng mà nó hơn 1 kg vậy á, 8-9 lạng 1 kg vậy á, thì cái thớ thịt nó rất là dày. Cái thớ thịt này nó dày thì là như ông nói á, thớ thịt này dày quá thì sấy ở bên trong nó sẽ không khô, thì nó còn tươi á, mình gửi đi lâu nên nó sẽ bị ương, nó chuyển cái mùi thâm thẩm, qua tới nơi ăn không ngon. Thứ hai nữa là cái thớ thịt này nãy dày quá đó thì mình phải ướp rất mặn, ướp rất mặn thì nó mới không bị hư. Thì như vậy thì anh chị ăn con cá nó cũng đâu còn ngon gì nữa, phải ngâm nước dữ lắm á nó mới bớt đó. Còn Út làm con cá mà cỡ 6-7 lạng giống vậy là vừa ăn nha, ăn cơm vừa, không cần ngâm nước cho bớt mặn gì hết trơn á. Rồi thì Út cắt ra cho anh chị coi cái biết con cá dưới ba nắng rồi nha. Hai chỉ đen đây nè, đây nè, Út cắt ra chỉ luôn nè, cái chỉ đen nè, em quay sát sát dần cho anh chị coi cái chỉ đen nè nha. Đó, cái chỉ đen con cá dưới là bên đây nè, rồi bên đây một chỉ đen nữa nè. Rồi anh chị yên tâm nha, đúng cá dứa. Còn ở Khô Ni thì anh chị biết Khô Ni thì làm nghề khô này tính nay năm thứ nay là, nếu mà năm tuổi nghề thì cũng khoảng 14 năm. Út là Long là đời thứ hai đó, đời đầu làm rồi xong giờ truyền lại mình là đời thứ hai. Thì thương hiệu Khô Ni là với tuổi nghề là hơn mười mấy năm rồi, còn Khô Ni là năm nay là năm thứ bảy, tức là chính thức ra thương hiệu Khô Ni là năm nay là năm thứ bảy. Nên anh chị yên tâm là làm ăn là uy tín nha, uy tín. Út là đời thứ hai rồi,
Đời thứ nhất thì đang ở dưới xưởng á. Đời thứ nhất là lo sản xuất, còn Út thì làm thương hiệu Phonia phục vụ cho khách ở trên Sài Gòn ha. 90 kg cá dứa, nó gần 100 kg, 90 kg để cho các anh chị đi nước ngoài, rồi Út sẽ đóng thùng để gửi công ty vận chuyển đi qua Mỹ. Hôm nay thì có một đơn hàng đi Mỹ của chị Jessica Trần, là chị sẽ đi đóng vào một thùng là 10 kg, nó gồm có 6 kg cá dứa này, 6 kg cá dứa này với lại 3 kg khô cá lóc và 1 kg khô cá sặc, thì Út sẽ đóng thùng gửi đi cho chị Jessica với là một đơn hàng đi Úc. Thì lát nữa sẽ Út đóng hàng rồi Út sẽ quay video cho anh chị coi luôn nha. Rồi thì qua qua cái video này á, thì anh chị biết á, là mua khô cá của Khunia là yên tâm là đúng cá dứa thật, và các loại cá là đều tươi ngon vừa ăn anh chị nha, tươi ngon vừa ăn. Anh mấy cái khô này nè, anh chị lấy ra từ tủ đông ra là mình chiên ăn ngay nha, chiên ăn ngay không cần ngâm nước, cũng không cần rửa, tại vì cái sản phẩm của Khunia là được sấy, sấy với các loại sản phẩm như là cá dứa nè, cá dứa rồi cá sặc nè, sấy xong rồi còn chiếu tia cực tím để diệt vi sinh nữa, bởi vì hai con cá này nó béo, mình phải diệt vi sinh á thì mình mới bảo quản cho nó được lâu được tốt đó. Thì anh chị muốn đặt khô để đem đi nước ngoài hoặc là gửi cho người thân mang đi thì cứ alo cho Khunia để được tư vấn nha. Rồi Út Lan xin chào anh chị nha.